4 vệ binh Thụy Sĩ tại Vatican nhiễm virus corona. Ngày 12 tháng 10, thông cáo phòng báo chí tòa thánh cho biết có 4 vệ binh Thụy Sĩ bị nhiễm virus corona. Thêm vào đó, có 3 cư dân và công dân Vatican khác cũng bị nhiễm COVID-19. Trả lời câu hỏi của các phóng viên, ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết vào cuối tuần qua có 4 trường hợp dương tính với COVID trong số các thành viên của lực lượng vệ binh Thụy Sĩ. Ông cho biết hiện tại những người này có các triệu chứng và được cách ly. Trích dẫn quy định được ban hành vào tuần trước bởi Phủ Thống đốc Thành Vatican, ông Bruni giải thích rằng tất cả các lính canh, dù đang làm nhiệm vụ hay không, phải đeo khẩu trang ở ngoài trời và trong nhà và tuân thủ các biện pháp y tế theo quy định. 3 người khác đang cư trú tại Vatican cũng có các triệu chứng nhẹ và đang được cách ly tại gia.